xưởng rèn của HTX Giao Phúc Sen hôm nay có gì? Hello, xin chào cả nhà. Em là An, nhân viên của HTX Giao Phúc Sen. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu tới cả nhà mình những mẫu dao mà ngày hôm nay vừa mới ra lò, hàng chuẩn của HTX Giao Phúc Sen nha các bác nhá. Ngày hôm nay thì sẽ có rất nhiều các sản phẩm mà vừa mới ra lò. Đó, sẽ có cả dao mèo này, rồi dao bếp này. Các bác thích xem dao mèo trước hay là dao bếp trước ạ? Thôi em sẽ lên dao bếp trước đi nhỉ. Dao bếp ở gần em hơn nên sẽ lên dao bếp trước này. Đây, đầu tiên đây sẽ là một cái cây dao thái nha các bác nhé. Dao thái, mã của sản phẩm là GTPCD. Đấy, GTPCD đây. Con này là sẽ là bản dao thái phở. Bác nào mà dùng làm hàng là sẽ rất là thích cái cây dao thái phở này. Lưỡi của nó là sẽ dài vào khoảng 20cm này. Bản rộng ở đây sẽ là 10cm này. Độ dày sống dao ở đây sẽ là 1.5 ly này. Cán ở đây sẽ là cán gỗ cẩm lai nhé các bác nhé. Bản gỗ cẩm lai. Khâu ở đây sẽ là khâu bằng đồng thau và hai chốt đinh đồng thau. Con này thì sẽ chuyên dùng là để thái cho em nhé. Chuyên dùng để thái. Đấy, thái thịt này, thái rau củ quả này. Còn đây sẽ là một cái cây dao tông này. Mã sản phẩm là G07CD này. Đó. Con này lưỡi của nó thì nó sẽ dài vào là 26-27cm. Bản rộng, cái phần rộng nhất đây thì nó sẽ vào khoảng 5,5cm cho em. Độ dày sống dao là 3 ly. Con này sẽ thiết kế là chuyên dùng để chặt gà vịt thôi nhé các bác nhé. Hoặc là chặt cây, chặt cành nhỏ được. Đấy, mình không mang đi chặt các loại cây to và không mang đi chặt các loại xương to là ok. Tiếp theo là đây, em có một cái cây dao chặt gà mã là N09 này. Dao chặt gà. Con này các bác có thể chặt gà vịt được, chặt sườn được. Đấy, lưỡi của nó là sẽ dài và 20 và bản rộng ở đây sẽ là 8,5. Độ dày là 3 ly và trọng lượng của nó là vào hơn 5 lạng. Đấy, thiết kế là chuyên dùng là để chặt gà vịt. Còn đây sẽ là một cái cây dao thái này các bác này. Mã sản phẩm là G02MDD. Đấy. Con này lưỡi của nó là sẽ dài và là 20cm. Bản rộng ở đây thì sẽ là 5,5cm cho em. 5,5-6cm. Độ dày sống dao ở đây sẽ là 1.5 ly. Cán mun khâu đồng đỏ. Tiếp theo ở đây sẽ là một cái con dao chặt gà vịt này. Mã sản phẩm là N09TM. Con này là sẽ là dao chặt gà và có cái bản khắc hoa văn một bên các bác thấy không? Nhìn nó giống như kiểu vảy cá ấy nhỉ. Đấy, một mặt ở đây sẽ là mặt bản trơn này. Bác nào mà kiểu thích đẹp mà thích dao ấn tượng này, đặc biệt thì các bác có thể chọn những cái con như thế này. Đây đây cũng là một cái con đặc biệt này các bác này, cũng là một con dập hoa văn này. Đây. Con này nó sẽ là G17TMD này. Lưỡi của nó là sẽ dài vào là 21 và bản rộng ở đây sẽ là 5cm. Độ dày là 1,5 ly nha các bác nhé. G17TMD. Tiếp theo là một con dao bầu này. Con này là bầu G10 nha các bác nhé. G10D. Con này sẽ chuyên dùng là để mổ heo, mổ trâu, mổ bò đấy. Hoặc các bác cũng thể dùng để da thịt được này. Con này là con G10 này. Đó. Đấy, những mẫu này là các anh ấy vừa mới rèn xong, vừa mới làm xong. Em mang ra cho các bác luôn đấy. Em luôn. Con này sẽ thường là dùng để lọc thái này, mổ này. Đó. G10, lưỡi dài 22, bản rộng là 7 nhé các bác nhé, 7,5cm. Đây, tiếp theo đến với dàn dao đi rừng này. Con này nó sẽ là con M25DX này các bác này. Đây là con 20 này, xa 20 này. Hôm nay là sẽ đủ bộ dao mèo này luôn. Bộ này là bộ hoàng gia đấy ạ. Bộ này là bộ hoàng gia. Đây size 28 đây. Đây size 28 đây nha các bác nhé. Size 15 này. Rồi đây sẽ là cây dao đi rừng GT02 này. Con này là vỏ mun cán mun này. Con này thì nó sẽ là vỏ cẩm chỉ nha các bác nhé. Con này giống như hệt như vậy nhưng sẽ là vỏ cầm chỉ này. Con này là có khách đã đặt rồi. Đây là em sẽ bọc luôn và gửi đi. Đây sẽ là con GT01 này các bác này. Con lưỡi mài trắng này. Đây là con Parang này. Dìu này. Dìu GT này. Còn đây là M25MC. Rồi.
qua một lượt này cho các bác xem nhé. Đây đầu tiên là sẽ là dìu trước này. Dìu này mã này là R01 nha các bác nhé. Hôm nay là em sẽ làm cái cây R01 này, em có làm 5-6 cây để trả đơn cho các bác. Thì hôm nay sẽ lên dìu R01. Con này là thiết kế lưỡi ve đều nhé. Em có rất là nhiều dáng dìu như là R04, R05, R01, R02, R09, R06, R07. Đó, rất là nhiều dáng dìu, nhưng mà hôm nay em sẽ lên cho các bác là mã này là R01. Con này thì nó sẽ nặng vào 1,2 cân, cán gỗ mun. Và nó dùng là thiết kế là các bác có thể đi đốn cây được nhé. Giá bán của nó là 580.000. Đó, cân nặng là 1,2 cân. Rồi tiếp theo là sẽ sang đến cây dao mèo. Dao mèo đây các bác này. Mèo này M28DX ở đây này. Con này là size 28, là lưỡi dài 28cm nhé các bác nhé. Lưỡi dài và 28cm. Đó, cán là dài đây vào khoảng 13cm. Cán và vỏ đây sẽ là sử dụng chất liệu là gỗ cẩm chỉ. Sẽ thường là mình sẽ dùng là để đi chặt cây, chặt cành, chặt củi, hoặc có thể là đi dã ngoại cắm trại, hoặc các bác để trưng bày cũng rất là ok. Đây là bộ 4 dao này. Đây là size 25 này. Đây. Đây là size 25 này các bác này. Đây là size 20 này. Đây là cây M15DX này. Size 15. M28DX đang có giá bán là 900 này. M25DX đang có giá bán là 830.000 này. M20DX đang có giá bán là 750.000. Còn M15DX thì đang có giá bán là 650.000 ạ. Tiếp theo là đến cái cây GT02 ở bên này. GT02 ở đây các bác nhìn thấy hai con này giống nhau đúng không? Nó chỉ là một con thì nó sẽ là gỗ mun, còn một con nó sẽ là gỗ cẩm chỉ thôi. Đấy. Con này em bọc rồi, là lát nữa em sẽ gửi đi cho các bác luôn. Các bác có thể nhìn cái phần lưỡi dao là nó sẽ giống nhau, cái vỏ nữa nó cũng giống nhau các bác ạ. Đây em sẽ bóc ra cho các bác xem luôn được chi tiết cái con dao này. Bóc hết ra là các bác có thể nhìn được. Đấy. Nhìn nó cái phần thiết kế của vỏ này giống nhau đúng không các bác? Đấy. Giống nhau, nó chỉ khác nhau ở cái phần là gỗ thôi ạ. Sử dụng chất liệu gỗ thôi. Đấy, con này sử dụng chất liệu gỗ mun, còn con này là sẽ sử dụng chất liệu là gỗ cẩm chỉ cho em nhé. Rồi tiếp theo ở đây sẽ là hai con dao ngoài cùng ngày hôm nay, là con dao Parang này và GT01. Con này thì nó cũng gần giống với con Parang. Con này nó sẽ có cái thiết kế, nó sẽ là mũi nhọn nha các bác nhé. Nó sẽ có thiết kế cái phần mũi ở đây, nó sẽ là có phần mũi nhọn ở đây và nó sẽ không cong. Như con GT02 ở đây là phần lưỡi nó sẽ hơi cong, nhưng con này thì nó sẽ không cong này. Và lưỡi ở đây là em sẽ rèn từ chất liệu là thép nhíp, sau đấy là em mài trắng đi nha các bác nhé. Mài trắng đi thì nó sẽ lên cái màu trắng như thế này. Đấy, GT01, mã sản phẩm là GT01. Con này cũng đang có giá bán lẻ là 900, cũng bằng giá với lại GT02. Đó. Còn đây sẽ là con Parang này các bác này. Parang đây. Vỏ đây. Và đây sẽ là phần lưỡi. GT02 thì nó khá là dày các bạn, nó sẽ dày vào khoảng là 5 đến 6 ly đấy ạ. Đây. Lưỡi của nó sẽ dài vào khoảng là 28cm. Độ dày sống dao của con này này nó vào khoảng 6 đến 7 ly. Và trọng lượng khi mà không có vỏ, chưa có vỏ thì con này nó sẽ vào khoảng là 7 lạng nha các bác nhé. 7 lạng. Cán ở đây sẽ là cán gỗ cẩm chỉ này. Đấy, khâu ở đây sẽ là khâu bằng đồng thau và hai chốt đinh ở đây cũng bằng đồng thau luôn nhé.
parang vỏ kín, con này là vỏ kín. Những cái con này thì hiện tại là em đang bán với giá là 750.000 khi mà có vỏ nha con nhé. Con này không vỏ em cũng có bán, nhưng con này có không vỏ nha con nhé. Con GT02 và GT01 này không vỏ thì đang bán với giá là 600. Còn parang không vỏ thì sẽ bán với giá là 500 ạ. Đó. Ở đây. Ok, còn một cây nữa tí thì sót các bác. Đây. Con này sẽ là con best seller của HD Gia Phúc Sen này, M25MC này. Vỏ của nó là sẽ được làm từ chất liệu là gỗ mun nha các bác nhá. Đây. Vỏ đây sẽ làm từ chất liệu là gỗ mun này và sẽ thiết kế theo kiểu dáng là sống trúc ạ. Thiết kế theo kiểu dáng là sống trúc. Lưỡi thì sẽ dài vào khoảng 25cm nhé. Cán ở đây thì nó sẽ dài vào khoảng là 12,5cm này. Nó sẽ là dòng cán ốp phun tang cho em này. Cán ốp phun tang. Ba chốt đinh ở đây là ba chốt đinh đồng thau nhé. Ba chốt đinh đồng thau. M25MC con này thì đang có giá bán lẻ là 1.090.000. Đó. Ok, em vừa giới thiệu xong tới cả nhà mình những mẫu dao, dao bếp này, dao đi rừng này, hàng chuẩn của HD Dao Phúc Sen nhé. Nếu mà các bác mà ưng một trong số những cái sản phẩm này ấy, thì bác có thể là liên hệ lại với em qua tổng đài 0987 240 733, thì em sẽ tư vấn và lên đơn hàng cho các bác. Đó. Tất cả các sản phẩm này của bên em thì cam kết đều là hàng chuẩn và sẽ có bảo hành cho các bác 1 năm. Đó, nên là các bác mà có ưng sản phẩm nào, thích sản phẩm nào, mọi người hãy nhớ là lưu lại cái mã giúp em, hoặc là có thể chụp ảnh cắt lại màn hình để em có thể là em biết được mã của sản phẩm như thế nào để em có thể tư vấn chính xác cho cả nhà mình hơn nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Ngày hôm nay thì em sẽ xin phép được kết thúc video hôm nay ở đây. Đó, đây là những sản phẩm mới ra lò của HD Gia Phúc Sen. Các bác thấy sao ạ? Hãy cho em xin đánh giá ở dưới bình luận của bài video này nhé. Cảm ơn cả nhà. Xin chào.